Rồi bonsai số 17, một cây sâm hương 250k bao ship toàn quốc. Sumo lùng lực nha quý vị. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha. Rồi 250 nha. Đây. Quay mặt sau luôn nha. Nè. Đó, đây là mặt sau của nó đây nha. Tỷ lệ đây nè. Đế thì đều gan hết trơn nha quý vị. Rồi quay trở lại nha, mặt trước nha. Cây này nó to bằng cái chai trà xanh luôn nha quý vị. Đó nè. Nó lùn xịt có bao nhiêu đây thôi nè. 250 là bao ship nha. Anh nào quen thì ship code là chuyển khoản nha. Cái này tôi có 2-3 cây rồi bán hết rồi thôi, không có nữa nha quý vị. Tôi mua về bán lại chứ không phải cây nhà nha. Rồi 250 xuống luôn bi ơi.